Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu lại các cái quy trình làm hoành phi câu đối của chúng tôi. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Chiến, anh ở Móng Cái, Quảng Ninh. Anh đặt một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ vụ. Mẫu sản phẩm này rất độc và lạ, gần như là trên thị trường chưa có bộ số 2. Đây là bộ đầu tiên chúng tôi làm, cũng là bộ độc nhất vô nhị. Chúng tôi quay cái phần phôi. Đây là phôi của bộ hoành phi, gồm 7 chữ: Nguyệt tộc, Đại tôn, Chi đệ tam. Chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình, đó là toàn bộ chữ thư pháp. Thì quý khách hàng đã gửi về Zalo cho chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi sẽ in ra một cái bộ mẫu và bắt đầu dán lên cái bề mặt gỗ. Và sau đó chúng tôi đã dùng các cái cỗ máy để lấy nổi, làm mất phần nền. Chúng tôi làm nổi các cái bộ chữ lên. Và bức hoành phi này nó có cái điểm đặc biệt, đó là 7 chữ. Dòng chữ đầu tiên đó là Nguyệt tộc Đại tôn, và dòng chữ thứ hai là Chi đệ tam. Khác với rất nhiều các cái bức hoành phi bình thường, đây toàn bộ là chữ thư pháp và dùng hai dòng, và được làm thủ công bằng tay 100% trên chất liệu gỗ vụ Lào. Thì bên cạnh các cái bộ sản phẩm này thì chúng tôi đang còn rất nhiều các cái mẫu sản phẩm, đó là hoành phi câu đối lồng cuốn thư, hay là hoành phi ba chữ Đức Lưu Quang, hoành phi phụng tổ đường. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Bức hoành phi này có cái kích thước đó là dài 1m97, rộng 55. Chúng tôi làm theo yêu cầu. Tất cả các cái công đoạn làm về hoành phi câu đối sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm về đồ thờ cúng tâm linh, đặc biệt là về hoành phi câu đối gỗ vụ. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều, trung bình một tháng chúng tôi ra từ 100 tới 200 bộ để đáp ứng cái nhu cầu thị trường ngày càng cao. Và Đồ Gỗ Hiền Lành cũng khuyên tất cả quý khách nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi. Và tất cả các cái sản phẩm làm về đồ thờ cúng của chúng tôi sẽ quay lại từ A tới Z, từ phần mộc tới phần hoàn thiện và khi bàn giao. Tất cả đều được phát lại trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể truy cập vào Zalo để xem thêm hình ảnh. Hoặc quý khách có thể tải hình ảnh về từ Zalo 0986883349. Chúng tôi up liên tục và trên fanpage chúng tôi đang hiện có là gần 20.000 ảnh. Tất cả các cái sản phẩm đồ thờ cúng, đồ gỗ phòng khách liên quan, chúng tôi đang chạy song song hai kênh, đó là đồ gỗ và đồ thờ. Và như lúc nãy chúng ta biết, đó là cái phôi chúng tôi để trơn và sau khi được chặt gấm bằng tay và các cái chữ công, và chúng tôi sẽ làm sấn lại các cái chữ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đi vào gắn, hoàn thiện công đoạn cuối cùng để tạo nên một sản phẩm mộc hoàn chỉnh. Trong video trước thì chúng tôi đã giới thiệu cái công đoạn, đó là chúng tôi làm nổi chữ. Khi chúng tôi dán nó còn đang màu đen thì quý vị có thể biết được. Toàn bộ các cái khung tranh này chúng tôi làm dày 7 phân. Và phía trên thì chúng tôi chạm, đó là rồng trầu mặt nguyệt. Hai phần khuôn ngang thì chúng tôi chạm phượng hoàng đang cắp các cái cuốn thư và đang bay trên các cái đám mây. Và phía dưới thì chúng tôi chạm các cái con kỳ lân, hay còn gọi là nghê. Và phía giữa này thì chúng tôi chạm, đó là hoa sen. Hai con nghê sẽ trầu vào hoa sen và bên trên là đôi rồng trầu mật nguyệt. Phía giữa phần tấm ván là chúng tôi chạm 7 chữ Nguyệt tộc Đại tôn Chi đệ tam, được chạm trên nền gấm. Chúng tôi sẽ bàn giao hàng hoàn thiện cho quý khách trong cái thời gian sớm nhất có thể, và cũng là vào các cái ngày đẹp mà quý khách đã chọn.
Video đang được quay trực tiếp tại xưởng mộc, xưởng làm hoành phi câu đối của chúng tôi, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có nhu cầu làm hoành phi câu đối, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh để được các cái giá gốc mà chất lượng lại là cao nhất. Các bạn đang xem những người thợ của chúng tôi đang buộc các cái dây co hay còn gọi là dây chun để các cái đầu mộng ăn chết vào nhau, gắn cốn. Chúng tôi sẽ buộc 4 đầu để tạo nên một bức hoành phi hoàn chỉnh, phần mộc dài 1m97, rộng 55, chạm 7 chữ. Và toàn bộ phần khuôn này chúng tôi cũng làm theo mẫu mã mà gia đình đã gửi về qua Zalo cho chúng tôi, 0986 883349. Chúng tôi nhận thi công và thiết kế lắp đặt bàn giao trên toàn quốc. Quý khách có thể đặt hàng online. Quý khách muốn đặt hàng online, quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem hết các cái video của chúng tôi. Từ công đoạn từ A tới Z, từ mộc đến hoàn thiện đến bàn giao. Để cho quý khách yên tâm. Và một điểm đặc biệt nữa là khi quý khách đặt hàng online, quý khách sẽ tiết kiệm được các cái chi phí như xe cộ đi lại. Quý khách không cần về, quý khách chỉ cần điện thoại trực tiếp cho chúng tôi thì quý khách sẽ nhận được các cái sản phẩm ưng ý nhất. Và sau khi chúng tôi đang gắn xong thì chúng tôi sẽ dùng các cái súng xịt hơi. Chúng ta khỏa hết bụi đi thì chúng ta sẽ nhìn rõ được các cái bản chữ hơn. Đây là bức hoành phi gỗ gụ độc và lạ nhất Việt Nam. Chạm 7 chữ thư pháp Nguyệt tộc Đại Tôn Chi Đại Tam. Đó là họ Nguyệt. Quý khách có nhu cầu làm hoành phi câu đối thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp để được giá hấp dẫn nhất và chất lượng cao nhất. Đồ gỗ Hiền Lanh, đồ thờ Hiền Lanh có thể trùng tu các cái sản phẩm đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm. Quý khách mà có nhu cầu làm về đồ thờ cúng cũ thì quý khách liên hệ với chúng tôi cũng qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái giá trùng tu. Đồ gỗ Hiền Lanh cũng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Quý khách nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ một video nào. Và hẹn gặp lại trong các cái video tiếp theo của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.